Ủa sao tự nhiên nó hủy hàng chờ nữa nè. Đợi xíu. Chắc mình bắn súng một trận chứ có hứng chơi quá tự nhiên mẹ lạc lõng vãi lìn. Để tôi vô tôi bắn súng một trận để cho để có hứng á. Khởi đầu bằng trận bắn súng đi rồi bắt đầu mình vô mình chơi Liên Minh tới 11 giờ. Này là cái gì đây? DXGI.DLL file này là file gì? Mình bắn ván nó bắn súng đi rồi anh em đông đủ rồi chơi Liên Minh nha.
một ván rồi mình chơi Element. Đo râu không mày? Đo xem cọng râu này dài hơn không? Râu cơ mà. Râu tao mới cạo sao đo? Biết vậy mới nói. Đâu? Thấy hình như nó hơi sáng quá đúng không? Đi đâu? Liền đông thằng nào có súng trước thằng đấy làm vua. Tôi thấy thằng bên kia nó có súng rồi. Ô Sikalai lẹ rồi vãi liền rồi má. Thêm M41 bên kia đấy kìa, nó xuống nó nhặt được AK mới kìa. Ủa ra chỉnh lại cái FPS, hiện FPS rồi, sao tôi mất cái hiện FPS rồi? Để em đợi xíu, mình đã mình chỉnh lại cái hiện FPS cái. Sao mất cái hiện FPS rồi? Đợi mình xíu. Sao nó mất cái FPS của tôi rồi? Ủa cái hiện FPS đâu rồi ta? Ủa chỉnh cái hiện FPS nó nằm ở đâu ta? Để chỉnh cái nó nằm ở đâu ta quên rồi. Anh em biết chỉnh hiện cái FPS nó nằm ở đâu không? Sau FPS nó nằm ở đâu nhỉ? Đâu rồi? Đợi xíu.
Ủa có chỉnh mà ta, sao tự nhiên nó không hiện? Ủa cái này mình có chỉnh mà, có chỉnh hiện hiện FPS in game, chắc nó bị lag. Tôi đang ngó chỉnh chỉnh kêu cái liền, đang tập trung chỉnh mẹ, nếu có đọc được chat kêu kêu cái liền, hơi tí là kêu với chỉnh chó. Nó lên thì nếu thấy chat câu nào nó chat được đúng câu châu kêu thiệt bố ông điền ta xu gì này, kéo cái chat của ông, nếu thấy cái câu chat nào hết chat được đúng câu châu kêu thiệt bố thật bệnh. Ủa FPS của tôi đâu, nó đéo hiện FPS nữa là sao? Tôi có chỉnh rồi mà. Có phím tắt nào bật cái FPS lên không? Sao phần mềm gì giảm cấu hình máy, làm gì có phần mềm gì vậy? Giảm cấu hình máy chỉ tao xài rồi, cái màn hình nó tối thui, nó đâu có giảm FPS được bao nhiêu đâu, nó đâu có tăng FPS được đâu, màn hình mà xài xong cái nó tối thui luôn. Tao vậy là xài phần mềm kia để cho nó xài cái phần mềm xe gì để cho nó sáng lại đây này, chả thấy giảm gì, chơi vẫn dịch lắc và có nội luôn. Máy tao không lát, máy tao chỉ là cái mạng tao nó lát. Sáng lên à, cái xe nè, cái rì xe nè, cái rì xe này để cho nó sáng lên nè, tắt đi là tối thui nè, thấy không? Là tắt đó, tắt đi đèn thui luôn, ta phải bật lên cho nó sáng, chỉ có sáng lên thôi, không có giảm, không có giảm FPS đét đâu, nó lát thêm, chỉ có lát thêm thôi. Quên 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 màn hình, giờ mới nhảy xuống mà đã bắn đâu nè, mình ship F2 là đây nè, mình sẽ tắt để mình nhảy vô xuống đã đây, nó nhảy xuống trước bây giờ, từ tí thôi. Ủa, thiên đường gọi tên, chúa men man về đâu, một nhành hoa mới nở, hoa vàng che lấp những con đường, thiên đường gọi tên, ý ý ý đéo có ai hết đây này. Ôi cái bà mẹ này thì đéo có ai này, giờ mới ngó thấy rồi, vô kiếm súng lẹ cái mẹ mày lên, không có cái cục cứt, có shotgun rồi, mày qua đây, mày qua đây, mày qua đây, mấy thằng liền qua đây, qua đây. Ôi cái bà mẹ cái 98 giáp 3, ôi không, em không thể để mất không khẩu súng nhắm được. Ê M41 lẹ lên. Số 1, số 2, bà mẹ súng đâu? Mày đéo nhặt súng á thằng ngu. Kiếm cái mũ coi. Đeo cái tay phone. Chúng nó bắn nhau rồi, chúng nó bắn nhau rồi. Chúng nó bắn nhau rồi, chúng nó bắn nhau rồi bà con ơi, chúng nó bắn nhau rồi. Ôi M41 đây này, đây mới đúng là M41 nè.
Ông nhắm S4. Rồi rồi rồi, rút 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 con, rút con, rút con. Rút con, rút con, rút con. Căn hết sọt đó. Mày hả? Ý, có hai thằng giết, hai chúng nó giết nhau rồi, còn mỗi mình y nón ba này, ôi ba lô hai này, Skyline M4 luôn. Ý, lấy cái này, lấy đạn thôi, lấy đạn thôi, vậy thôi rồi nha. Thiên đường gọi tên của tôi đây rồi. Mấy lìn này không có máu mũ gì hết à? Còn ai nữa đâu? Đâu còn ai nữa đâu? Thiên đường của tôi rồi, ý ơi, lụm đồ. Còn đéo thế nào đâu mà lo. Cho mình mang về đâu một nhành hoa mới nở. Giết được một thằng là hạnh phúc vãi đái ra đời. Thua cũng được, giờ có ít bộ. Ôi. Cứ bình tĩnh thôi, mình cứ bình tĩnh thôi, chứ mình đừng có ham vội. Mình bình tĩnh, mình bắn từ từ thôi, chứ mình nhấp vào quá là nòng nó nảy lên. Phải thật bình tĩnh, phải bình tĩnh vào. Thằng này nó lô đồ hộ mình rồi. Á ựa, á ựa. Cái con này hôm qua nó á bao nhiêu lần làm tôi hết hồn rồi. Con mở nó. Đang trong vùng thả bom. Nghe mấy ông nói gì? Làm sao đồ rồi chết. Châu hôm nay không phải là châu của ngày hôm qua, nghe chưa? Sao tối gì ta? Giờ vô game lại thấy tối, để mình chỉnh cho nó sáng lên tí. Ok. Cầm mẹ mày lụm nước cơ mà mày lụm cái quần làm gì vậy? Bởi vậy mấy đứa con gái nó ngựa lắm, mày vô thấy đồ cái nó sáng hết mắt. Thấy quần áo là sáng hết mắt rồi. Mấy thanh niên là lô đồ y đó, nó sai gắn vô. Nghe tiếng xe gần đây. Đừng vào đây, đừng vào đây, đừng vào đây. Ý nước, nước. Bây giờ nước tăng lực ui máu nữa kìa. Nó vô đây, nó vô đây. Địa bàn của tao mà vô tao bắn. Mày thấy chưa? Mày thấy tao vừa mới bắn chưa? Mày sợ chưa? Địa bàn của bố mày đấy. Vô là bố mày bắn bỏ.
đồ chơi đâu hết rồi. Tôi vẫn thấy nó tối tối thì sao ta? Sáng quá thì nó chóa, nó chá chá. F12K. À, tôi cần đồ chơi cơ. Đi mà ba lô nặng quá rồi à? Chứa cái đết gì mà nặng dữ vậy? Mà vứt mẹ đạn ra đi. Đạn này 50 viên thôi. Đeo gì mẹ bắn có hết đạn đeo đâu. Cầm cho lắm vô, mẹ cúng cho nó chứ làm gì. Mẹ kiếm mấy cái đồ chơi coi. Đồ chơi mà bốn đâu hết rồi. Khó kiếm như quỷ vậy. Mẹ, mẹ khu này cứ bắp quá. Lắp nhà có đồ chơi gì không? X2 à? Để dành đi. Tí nữa có gì bắn gần thì cầm X2 bắn. Nòng snip. Ồ, nổi đi, nòng snip AK. Được. Thấy không? Chịu khó đi lượm mod một tí là thấy nhiều đồ rồi. Rồi đi. Chúng ta có K98, chúng ta phải đi. Cầm mồm. Ủa, cái nhà ở trên này vẫn gọi là trong vòng. Làm đứa thuốc ấy, đưa đâu đứa thuốc với thì đi coi mẹ bố mày mà khui xong mà mày đụng vô là chuyên đụng gói thuốc bố khui mà dám sủa. Lên đồi, lên đồi, lên đồi. Mình đi lên đồi. Đéo đi được. Đấy 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 đấy. Có cái đẹp summit hoa không vậy? Lạng cái thằng bố mày. Mày bắn mít không vãi lìn. Vòng bóp chết cậu mày, mày đứng dưới đấy đi. Ủa, tăng lên 200m. Ba thằng.
Thằng Liên nào đấy? Mày đứng ngoài vòng, bố mày đứng trong này, bố mày sợ mày à? Con mợ mày, dám bố láo. Bố lùa hết đồ của mày. Bốn bé. Ôi, X8, vãi lìn. Có băng đạn đâu? Ngu đéo có băng đạn à? Thôi ăn nước cho chạy. Nhanh con mẹ mày lên. Gần vòng thôi, không có xa đâu. Xe đấy bị lật rồi, xe đấy bị lật rồi. Máu mình nhiều mà cứ chạy đi, đứng ngoài vòng cho nó chắc. Cái gì vậy? Nguy hiểm quá. 500 tới 600. Đêm thức thâu đêm mẹ mày chiếc áo cho con. Áo nào sợ dài. Lời không dài. Tình lời ngọt ngào á.
Đéo, đéo vô vòng. Tôi quyết tâm tôi đéo vô vòng. Thôi bớt 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 bớt. Bớt bài đấy giùm. Bấm thì nó còn gõ cái đàn đó, nó búng tay nó gõ đàn hay. Rồi luôn. Nổ xe. Phải liền. Nổ xe. Tông vô gốc cây nổ xe. Ủa xe nửa cây mà tông gốc cây nổ xe. Phải liền. Xe nửa cây máu tông vô gốc cây nổ xe kìa. Chưa kịp nhảy ra ngoài nữa. Ủa tôi tính nhảy ra ngoài đó. Vãi trời ơi. Đang ngon thôi. 5 kill. Ok hạnh phúc rồi. Ra chơi Liên Minh. Hạnh phúc rồi. Ra chơi Liên Minh. Tôi đang tính tông thằng kia, mình ham tông thằng kia. Mình chạy theo cái hướng đó, mẹ gặp gốc cây. Ê, nhấn đua, nhấn thoát. Thoát, chơi Liên Minh, chơi Liên Minh. Vậy là vui rồi, vậy là vui rồi. Làm phát 4, 5 kill là vui rồi. Liên Minh. Vui rồi. Làm được ván 5 kill là vui rồi. Là mình chết, bọn nó không giết được. Sao đâu, đồ mình cả tấn, bọn nó không giết được mình. Đó, bọn nó không có lua được đồ. Thằng kia nó đang bị vòng bóp rồi, nó lo nó chạy thấy mẹ nó, chứ nó đâu có đứng lại lua đồ được. Phong độ, kệ phong độ, đang phong độ là phải vô Liên Minh gánh team. Xong xíu nữa, tự nhiên chơi có thấy vẻ phèo phèo chán chán là đi vô bắn súng một game cho giải tỏa rồi bắt đầu lại chơi Liên Minh tiếp. Mình chơi trên